8.0. Vậy thì mọi người có thể cho thầy biết là chúng ta sẽ có thể dùng gì, gọi là nó sẽ có tác dụng như thế nào của chúng ta trong học tập hay trong công việc gì đấy, bất kỳ những cái gì mọi người có thể nghĩ ra khi chúng ta có một cái bên điểm như vậy, IELTS 8.0 Academic. Nào mọi người viết ngắn gọn cho thầy xem là có những cái ý tưởng gì, nó sẽ có tác dụng gì cho chúng ta. Nào, để thầy xem là mọi người có những cái idea gì hay ho. Ok, thầy nhắc luôn là bây giờ là 8:20 nên thầy sẽ bắt đầu khóa lớp nhé, để không bị ảnh hưởng với việc ra vào của các bạn. Nào, mọi người cho thầy những một cái vài ý tưởng gì đấy khi chúng ta có một cái bằng IELTS Academic cao đây, ví dụ là 8.0. Ok, thầy nhắc một chút nhé, là vì bây giờ là chúng ta đang dùng tài khoản Zoom bình thường nên là 10 phút nữa chúng ta sẽ ra khỏi lớp và thầy sẽ gửi lại cái link để mọi người truy cập vào lớp một lần nữa nhé. Mọi người cứ comment đi. Bây giờ cũng chúng ta vẫn còn 10 phút nữa để hoạt động cơ. Ok, bạn dùng MacBook này có một idea rất hay là có thể đi đi làm, đi dạy kiếm 30 triệu một tháng. Nice. Ok, đọc sách tài liệu nghiên cứu tiếng Anh. Sao không xài Google Maps? Ok, thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này nhé. Cũng có rất nhiều bạn hỏi thầy là tại sao không dùng Google Maps hay là dùng những nền tảng khác. Thì cái vấn đề thứ nhất, đây là yêu cầu bên trung tâm của AS English. Và thứ hai là với Zoom thì chúng ta sẽ có những cái tính năng nó tốt hơn và tính bảo mật của nó cao hơn so với Google Maps hay bất kỳ một cái nền tảng nào khác. Ok. Academic trên học thuật rồi có thể kiếm công việc nước ngoài lương cao, cũng học làm việc trong tiếng Anh, đọc sách và tài liệu tiếng Anh giúp cho việc làm tốt hơn nhá. Ok, học du học IELTS dịch thuật và tài liệu công việc làm được nhiều. Rồi. Có bạn nào có idea nào khác không nhỉ? Võ Anh cứ nhắn thẳng vào trong group nhé, không cần phải gửi riêng cho thầy đâu, thầy vừa nhắc rồi đó. IELTS để định cư. IELTS cái để nói chuyện một cách tự nhiên như kiểu như nói như một người bản xứ, chứ dạo các thuật ngữ anh. Ok, đấy là quan điểm của bạn Võ Anh. Dùng cho mục đích đi du học, đi làm. Có một cái lựa chọn là to somebody ấy, thì em có thể chọn là chọn vào cái everyone in meeting ấy. Du học làm việc ở nước ngoài thì em nghĩ chủ yếu để được học trong môi trường tốt hơn. Yeah. Ok. Rồi có bạn nào có những ý kiến nữa không? Bây giờ lớp chúng ta đã có là 20 thành viên nếu trừ thầy đi. Rồi chúng ta có hai bạn nữa. Thầy nhớ là thầy lớp mình. Oh, lớp, mình xin lỗi. Chúng ta có thêm hai bạn nữa là đã thành 22 người rồi. Cho thầy thêm những cái idea nữa nhỉ? Xin được làm giảng viên đại học hay đi du học dễ hơn. Ok, đây cũng là một ý kiến. Rồi, ok. Với những bạn mới vào thì có thể nghe lại câu hỏi giúp thầy nhé. Thầy đang đặt ra một cái tình huống là khi mà chúng ta có một IELTS band cao, ví dụ 8.0, thì với IELTS Academic nhé, hay còn gọi là IELTS học thuật, thì mọi người nghĩ là sẽ có tác dụng như thế nào cho chúng ta? Thì mình có thể cho thầy một xin cho thầy một ít idea để thầy xem là mọi người đã có một cái định hướng gì là khi chúng ta có một cái mục tiêu cao thì chúng ta sẽ có tác dụng như nào không, hay chỉ là mọi người chỉ là đặt một cái mục tiêu không có mục đích. Ok, rồi về nhìn chung thì mọi người cũng đã nắm được tương đối học được. Nhìn chung thì thầy thấy là mọi người đều đã nắm có được một cái định hướng cụ thể là khi mà chúng ta có một cái band cao thì nó sẽ có tác dụng gì cho chúng ta. Yeah. Được. Ok.
Rồi vậy thì thầy sẽ tóm tắt lại trong vòng bốn, gọi là bốn đầu mục, bốn đầu mục gọi là bốn cái giá trị khi chúng ta đạt được, bốn giá trị khi chúng ta đạt được một cái band cao nhá. Rồi vậy thì thầy sẽ đi từ xa đến gần. Thứ nhất là khi chúng ta có một IELTS band cao thì đầu tiên là thầy, tại vì ở đây sẽ có rất nhiều bạn đang từ học cấp 3 hoặc cấp 2 nên là thầy sẽ nói một cách bao quát nhất nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Việt Nam nhưng là trường quốc tế, ví dụ như là RMIT hay còn gọi là RMIT. Thì đầu vào của RMIT đầu yêu cầu là 6.5 để chúng ta có thể nộp được hồ sơ. Và với những bạn mà muốn đạt được ví dụ như những cái học bổng toàn phần hay là bổng bao nhiêu phần trăm, 50% hoặc là 70% đó, thì chúng ta sẽ có cần những cái band cao hơn. Thầy có thể có lấy hai cái ví dụ mà mọi người có thể biết được là trong giới IELTS thì cũng có hai anh chị đã từng học ở RIT, thực ra là đang học ở RIT đúng hơn, là thứ nhất là bạn Khiêm Slay. Khiêm Slay thì nổi tiếng ở trong giới IELTS rồi, bạn ấy được 8.0 IELTS là được học bổng toàn phần của học bổng toàn phần của RMIT ở trong Sài Gòn. Và một bạn nữa là bạn Moe đi đâu đấy, bạn ấy cũng là một người khá là nổi tiếng với band điểm là 8.0 và bạn ấy đang học ở RMIT Hà Nội và bạn ấy hiện đang là chuyên ngành Digital Marketing. Đó, đây là hai bạn rất là nổi của giới IELTS mà gọi là đạt được những cái thành tích rất là lớn khi mà đã có một cái band điểm cao. Đấy là với đầu tiên nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có thể nộp được vào hồ sơ của các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Thứ hai, chúng ta sẽ đi du học như đã rất nhiều người đề cập đến. Thì đi du học thì chúng ta lại có hai hướng, gọi là hai ý. Thứ nhất là chúng ta có thể học đại học quốc tế. Học đại học quốc tế thì yêu cầu đầu vào của chúng ta ít nhất thì cũng phải là 6.0 hoặc là 6.5. Và nếu mà những bạn nào mà muốn học bổng, ví dụ là học bổng 50%, thì mọi người phải có những cái band cao hơn, ví dụ 7.0 hoặc 7.5. Thì thường thì các bạn khi mà đã quyết định đi học quốc tế thì thường sẽ hy vọng là mình sẽ đạt được cái học bổng gì đấy. Thứ nhất là nó sẽ có hỗ trợ cho thầy tài chính cho mình, ví dụ như là về financial aid. Hoặc cái thứ hai nó cũng là một cái thành tích cho chúng ta khi chúng ta đạt được một cái học bổng của trường đại học quốc tế. Đấy là với học đại học nhá. Với thứ hai là những bạn nào học cao học của trường quốc tế, học cao học quốc tế, ví dụ như học bên Mỹ, là đầu vào đã yêu cầu đã phải là chúng ta có được một cái IELTS là 7.0 rồi thì họ mới nhận hồ sơ. Còn với những bạn mà muốn đạt được học bổng thì chắc chắn sẽ phải cao hơn, 7.5, 8.0. Đó, thì càng cao, như mọi người đã nói, càng cao càng tốt. Đấy là vị thứ ba nhá. Còn với cái cuối cùng là đây là mới là gọi là cái update nhất ở trong Bộ Giáo dục. Thì đây là những bạn nào mà đang học cấp 2, cấp 3 thì nên lưu ý này, là khi chúng ta có một bằng IELTS cao, đây sẽ là một lợi thế chúng ta, bởi vì chúng ta có thể quy đổi được nó sang điểm Trung học phổ thông quốc gia. Đó, với 6.5 trở lên là chúng ta đã có thể quy đổi điểm tiếng Anh sang 10 rồi. Thì đấy cũng là một lợi thế rất lớn cho các bạn đã có một cái bằng IELTS tương đối. Mọi người có thể tưởng tượng là chúng ta đã có 10 điểm tiếng Anh rồi, chỉ còn lại hai môn còn lại, chúng ta chỉ cần mỗi môn 8 là chúng ta đã có 26 điểm rồi. Thì tha hồ nộp vào các trường đại học mà chúng ta mong muốn. Rồi, và chúng ta có những cái lợi ích bên những cái giá trị khác, ví dụ chúng ta có thể đọc hiểu tốt hơn, giao tiếp tốt hơn. Đó, đó là những rất nhiều, một trong rất nhiều giá trị mà IELTS, đặc biệt là IELTS Academic có thể mang lại cho chúng ta. Rồi, đấy là chúng ta nói qua về cái các loại của IELTS và mục đích và là những giá trị nó sẽ mang lại cho chúng ta khi chúng ta có một cái giá trị, một cái điểm IELTS cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cấu trúc của một bài thi IELTS sẽ như thế nào nhá. Bởi vì chúng ta sẽ không bàn nhiều về General Training hay là IELTS chung, chúng ta sẽ tập trung nhiều về IELTS Academic hơn. Rồi, là câu hỏi tiếp theo cho mọi người. Nào mọi người sẽ cho thầy biết là một bài thi IELTS Academic sẽ có mấy phần thi, hay còn gọi là thi mấy kỹ năng. Nào, mọi người cho thầy một con số thôi. Chỉ cần một con số để thầy biết được là mọi người nắm được không? Không có bạn nào ở phe khác à? Sao toàn số 4 thế này? Mọi người có vẻ đồng lòng phết.
Thầy nhắc với mọi người nhé là chúng ta chỉ còn dưới 1 phút nữa thì mọi người sẽ tạm thời thì chúng ta sẽ lưu lại câu hỏi này và mọi người out dần ra để thầy gửi lại link vào group lớp nhé. Ok. Mấy kỹ năng hay còn gọi là mấy phần thi nào, chúng ta sẽ comment lại nhé. Chọn cho thầy một con số thôi, chỉ cần để lại một con số, không cần phải giải thích dài dòng nó là có những cái gì. Các bạn còn lại rồi. Thầy nhắc lại câu hỏi nhé, là trong bài thi IELTS Academic có mấy phần thi hay là mấy kỹ năng thi nào, mọi người comment cho thầy một con số mà chúng ta không cần phải giải thích ra đấy là những cái gì. Vẫn còn thiếu rất nhiều bạn, thầy thấy người vẫn đang ngồi yên, mọi người đang bận cái gì không thể trả lời được. Như thầy đã nhắc rồi nhá, khi chúng ta tham gia vào lớp học và đặc biệt là lớp câu lạc bộ này, mọi người phải active lên, nếu không thì thầy sẽ mời ra khỏi lớp. Ok, đây sẽ là lần nhắc lại cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Rồi ok, nếu không có bạn nào có ý kiến nữa nhá, thì thầy sẽ bắt đầu phân tích. Trong một bài thi IELTS Academic, chúng ta sẽ có 4 phần thi. Đúng rồi, rất kịp thời, bạn Thiện Phạm đã trả lời được đủ 4 kỹ năng. Đó chính là Listening, Reading, Writing and Speaking, hay còn gọi là nghe, đọc, viết và nói. Tại sao thầy không gọi là nghe, nói, đọc, viết? Tại vì đây chính là thứ tự mà chúng ta sẽ thi ở trong một bài thi IELTS. Với 3 kỹ năng đầu là nghe, đọc và viết, chúng ta sẽ thi trong một buổi sáng. Còn với kỹ năng nói, chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, ra là 3 lựa chọn là chính. Nhất, nếu bạn nào muốn thi kỹ năng ấy trước thì chúng ta sẽ có thể đăng ký cái ngày thi speaking của chúng ta trước ngày thi 3 kỹ năng này. Hoặc là nếu mọi người muốn tập trung vào một ngày duy nhất thì bạn có thể đăng ký vào thi buổi chiều. Còn không, nếu mà mọi người muốn đảm bảo là cho mình một cái tâm lý ổn định sau khi đã thi 3 cái kỹ năng rồi, gọi là phát kiệt hết sức lao động rồi, thì mọi người có thể đăng ký vào ngày hôm sau. Thì thường nó sẽ rơi vào cách cách đấy là 1 đến 2 ngày gì đấy, thì mọi người sẽ thi kỹ năng còn lại là kỹ năng speaking. Rồi, và chúng ta đã có một cái khung xương như này rồi nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu từng kỹ năng một. Lại là một câu hỏi này. Trong bài thi listening có mấy phần thi? Mọi người lại cho thầy một con số để thầy xem là mọi người đã tìm hiểu kỹ về cái IELTS này chưa. Đến bây giờ thì thầy thấy là mọi người cũng đã tìm hiểu được tương đối rồi, nhưng mà để xem là liệu đã thực sự hiểu các phần bên trong nó như thế nào chưa. Nào mọi người comment cho thầy xem là trong bài thi listening này sẽ có mấy phần thi. Mọi người hãy nhớ là thi listening nha, hay gọi là phần thi nghe. Ok, rồi. 3, 4, em không biết.
Ok, không biết không sao cả. Vì không biết thì chúng ta mới có mặt ở đây mà, để thầy có thể chia sẻ cho mọi người. Transfer đáp án hay còn gọi là ghi lại đáp án vào tờ, gọi là tờ khai đáp án đấy. Và tổng thời gian của chúng ta vậy thì sẽ có là 30 cộng 10 là 40 phút. Và sau 40 phút này thì hội đồng tổ chức họ sẽ thu lại toàn bộ từ đề, giấy kiểm, tờ kết quả và kể cả là giấy nháp của chúng ta. Đó, để họ đảm bảo là chúng ta sẽ không ghi thêm bất cứ một cái gì nữa. Tại vì thế nên là mọi người hãy lưu ý là chỉ có 40 phút để cho phần thi listening thôi. Rồi, phần tiếp theo với reading. Reading sẽ có mấy bài đọc? Nào mọi người lại cho thầy xem một con số nào. Reading sẽ có mấy bài đọc ở trong bài thi này? Vừa nãy thấy khá là nhiều bạn đã biết, đã đoán được đúng bên listening rồi. Vậy thì bên reading thì liệu mọi người có đoán đúng được không? Có vài bạn nào, các bạn khác thì sao? Ở đây thì đa số mới là có ba. Liệu nó có bốn như là bài listening không? Mọi người comment vào cho thầy để thầy nắm được. Chưa rõ về những khoản cho mai. Ok. Bảo anh đúng không? Ok, không sao bảo anh nhá. Tại vì chúng ta ở đây, thầy biết là mọi người ở trong câu lạc bộ này sẽ đến đây với rất nhiều trình độ khác nhau, nên là chúng ta sẽ có một cái lộ trình là đi từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ đi từ những cái căn bản nhất, chứ không phải là nhảy một phát vào chúng ta sẽ học tất tần tật những cái gì đấy của IELTS. Chúng ta sẽ đi từ đầu đến cuối để chúng ta có thể đảm bảo là chúng ta có một cái gốc rất chắc, để khi chúng ta sẽ đi từng phần nó sẽ tốt hơn. Ok nhá, không có gì phải lo lắng cả. Vì không biết thì chúng ta mới đến, mới có mặt ở đây và chúng ta gặp nhau. Nên là không có gì phải lo đâu nhé, bảo anh nhé. Tại vì chúng ta ở đây là một câu lạc bộ với nhau như một gia đình thôi. Nên là có gì khó khăn mà cứ chia sẻ vào ở trong group. Không gì phải lo cả. Nếu không biết thì thầy sẽ chỉ. Ok, nếu mà không có bạn nào thì thầy sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo là trong reading chúng ta sẽ có three passages hay gọi là ba bài đọc ở cho và thời gian của chúng ta sẽ là 60 phút. Vậy thì mọi người nghĩ ok, thầy sẽ gọi thử một bạn nhé. Thầy sẽ gọi thử một bạn trả lời đúng. Ok, Đoan Trinh đâu nhỉ? Trinh rồi, ok. Nào, mời bạn Đoan Trinh. Đoan Trinh có thể bật mic được không nhỉ? Dạ thầy. Ok, rồi Đoan Trinh, thầy thấy là em trả lời được đúng. Vậy thì cho thầy hỏi là trong reading thì ba bài đọc này sẽ là ba bài đọc dài, ngắn hay là trung bình? Dạ. Không sao, mình nếu mình không biết thì mình cứ đọc. Sẽ có một một bài đọc dài, sau đó thì sẽ chia làm 3 phần. Gọi câu hỏi về cái bài đọc đó. Vậy là với em là sẽ là có một bài đọc trong cái reading này, sẽ là có một bài đọc duy nhất rồi đúng không, và nó được cắt Dạ. làm 3 phần. 3 phần câu hỏi. Ok, rồi, được. Rồi, ok, thì cảm ơn nhé. Rồi, ok, thì sẽ mute bạn Trinh lại. Rồi, đấy, thì đấy là gọi lên thì chúng ta cũng sẽ có hiểu hơn về suy nghĩ của từng người nhé. Vậy thì thầy sẽ nói rõ này. Trong phần reading này, chúng ta sẽ có 3 bài đọc, chứ không phải là một bài đọc. Và 3 bài đọc này sẽ là 3 chủ đề khác nhau. Ví dụ như có thể là bài đọc đầu tiên là chúng ta nói về sách này, bài đọc thứ hai nói về một cây cối gì đấy, bài đọc thứ ba là nói về một cái khoa học gì đấy. Nó sẽ là 3 chủ đề. Và với mỗi bài đọc nó sẽ có vài gọi là vài phần bài dạng bài tập khác nhau. Đó nhá.
Và ba bài đọc này nó sẽ là ba bài đọc dài tầm trung. Chiều dài dài nhất của nó sẽ kéo dài là hết hai mặt của một tờ A4. Còn không bình thường, trung bình thì thường sẽ rơi vào tầm từ một trang rưỡi đến gần hai trang của một tờ A4 nhé. Đó, và thời gian tổng thời gian thi của chúng ta sẽ là 60 phút. Và 60 phút này khác gì so với 40 phút của listening? Là 60 phút này chúng ta sẽ phải tự phân chia thời gian để chúng ta có thể transfer đáp án từ những cái gì chúng ta nốt ở trong đề bài vào trong cái tờ khai đáp án. Đó. Chúng ta sẽ không có thời gian một gọi là 10 phút riêng biệt để chúng ta có thể ghi đáp án sang đâu nhá, mà chúng ta sẽ phải tự phân chia thời gian làm sao để cho chúng ta có đủ thời gian chúng ta ghi kết quả sang. Ok. Nên là mọi người khi mà luyện tập reading, mọi người hãy nhớ và phân chia thời gian cho đúng và chính xác. Ok. Vì writing hay còn gọi là phần viết này nó khá là ngắn nên thầy sẽ nói luôn là chúng ta sẽ có hai phần hay còn gọi là two tasks, và tổng thời gian của chúng ta cũng là 60 phút. Vậy thì hai phần này nó sẽ như thế nào? Với task 1, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ thiên về phân tích số liệu, phân tích bảng biểu. Nó sẽ có các dạng ví dụ như là pie chart, biểu đồ tròn, bar chart, biểu đồ cột, line graph, biểu đồ đường, hay mix chart, gọi là biểu đồ gọi là phối hợp. Nó có sẽ có hai loại biểu đồ với nhau và chúng ta sẽ dựa vào đấy để phân tích. Hay còn có một cái loại nữa đó chính là map, là bản đồ, và một loại nữa là process, là một cái quá trình sản xuất gì đấy hoặc là một quá trình hình thành một cái vật gì đấy. Ví dụ như là nếu bạn nào đã từng luyện tập IELTS thì biết đến cái gọi là hòn đá huyền thoại đấy, đó chính là cái quá trình hình thành hòn đá. Yeah, thank you Matt. Chúng ta có một cái table nữa, thầy đang đặt thử xem, liệt kê thử xem là có bạn nào có thực sự để ý bài học nhá. Ok rồi, good job. Bây giờ có tổ chức cả thi online trên máy tính nữa thầy ạ. Đúng rồi. Thường thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái lựa chọn nữa cho những bạn là muốn thi bằng máy tính, thì nó cũng không khác quá nhiều. Chúng ta chỉ là chúng ta làm trên máy thì nó sẽ có một số thao tác hơn. Ví dụ chúng ta sẽ có những cái nút to, ví dụ như là bôi đen, gọi là bút đánh dấu, highlight các thứ đó. Rồi thì nhưng tổng thời gian thì vẫn là như vậy nhá. Rồi vậy thì với phần speaking sẽ lại là câu hỏi tiếp theo này. Speaking của chúng ta sẽ có mấy phần, mấy phần thi nào, mọi người cho lại cho thầy một con số. Ok, mọi người có vẻ khá là đồng đều về đáp án lớp hôm nay, thì thấy khá là mọi người rất là đồng lòng đấy. Ok rồi, đã chúng ta đã có được một phe thứ hai, bốn rồi, tiếp nào các bạn khác rồi, cho thầy một con số ấy nào, không cần phải giải thích, chỉ cần cho một con số là speaking có mấy phần thi ở bên trong. Nào. Vẫn chưa hết mà, vẫn còn nhiều bạn nữa đã trả lời. Đâu mà tại sao lại ít thế này rồi? Ok, cậu không biết, không sao cả. Không biết thì tí nữa thầy sẽ chia sẻ. Nói chung là chúng ta ở đây khi đã học với nhau nhá thì mọi người không được ngại. Nói chung thầy sẽ gọi là không được ngại dốt. Chúng ta không biết, chúng ta là không biết. Còn nếu không mọi người cũng có thể đoán. Và mọi thứ là thầy đằng sau thầy vẫn sẽ có giải thích đầy đủ chi tiết để mọi người có thể nắm được rõ nhất và chắc nhất cái thông tin. Ok. Đã đủ chưa? Vì lớp hôm nay chúng ta chủ thầy đi là còn 20 người cơ, mà từ nãy giờ mới được có lắm hơn chục. Mới có 14 người trả lời. Còn 6 bạn nữa, 6 bạn nữa đến làm dự giờ. Thầy đã nhắc rồi nhá, chúng ta phải active lên. Để thầy nhắc hai lần mà không active thì thầy sẽ mời ra khỏi lớp. Không sao nhá, em có thể như thầy đã nói, nếu không biết thì hãy nói, đừng im lặng.
hoặc em có thể dự đoán sao nhá. Mình cứ tự tin mình nói thôi. Tự tin nói cũng là một cái mà trong speaking hoặc là trong giao tiếp ấy là một cái người ta rất cần. Chúng ta tự tin, chúng ta tin vào những gì chúng ta nói thì chúng ta đã một bước tiến tới thành công trong IELTS speaking. Mọi người càng ngại, càng ngại, càng sợ sai thì nó sẽ càng ảnh hưởng đến cái chất lượng bài nói của chúng ta. Ok. Rồi, ok. Thì các bạn đã xong nhá. Vậy thì thầy chốt lại là chúng ta sẽ có 3 phần, hay gọi là 3 parts. Và thời gian của chúng ta sẽ là sấp xỉ 15 phút. Tại sao thầy lại gọi là sấp xỉ 15 phút? Vì cái này nó sẽ phụ thuộc vào phần thể hiện của từng người. Ví dụ như có những bạn nói ngắn, có những bạn nói dài, hoặc có những bạn mà câu hỏi mà cái phần nói của người ta, ví dụ như ở part 3 mà người ta nói chưa rõ, thì examiner hay là giám khảo người ta sẽ đặt ra câu hỏi thêm để người ta có thể là làm rõ được cái ý của mình, để người ta có đủ yếu tố để người ta chấm điểm cho bài nói của mình. Còn với 3 phần thì nó sẽ như thế nào? 3 phần thì với phần thứ nhất, nó sẽ là những câu hỏi xoay quanh chúng ta. Ví dụ, một cái, những cái ví dụ đơn giản nhé. Ví dụ như là bạn đang đi học hay đi làm, bạn đang sống trong một căn hộ hay một căn chung cư, bạn có hay soi gương không, bạn có hay mặc quần áo đẹp không, kiểu kiểu như vậy. Nó sẽ là những cái câu hỏi với rất nhiều chủ đề đa dạng xoay quanh chúng ta. Đó là phần thứ nhất, những câu hỏi ngắn. Với phần thứ hai thì đó sẽ là, đây sẽ là sân khấu của chúng ta thể hiện này. Tại vì sao? Vì chúng ta sẽ có là 2 phút chúng ta có thể nói toàn bộ những gì chúng ta đã chuẩn bị và những gì chúng ta có để thể hiện với giám khảo. Và trong 2 phút đấy, giám khảo sẽ không được phép gọi là ngắt đoạn hoặc là cắt cái bài nói của chúng ta. Và trước đấy chúng ta sẽ có 1 phút để chuẩn bị nội dung chúng ta sẽ nói những gì nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phút, 1 phút chuẩn bị và 2 phút thể hiện. Đó, đó là phần thứ hai. Chuyển sang phần thứ ba, đó là chúng ta, nó sẽ là sự phối hợp của dạng thứ nhất, của phần thi thứ nhất và phần thi thứ hai. Tại sao lại thầy lại nói như vậy? Phần thứ ba, nó là dạng những cái câu hỏi giống như phần thứ nhất, nó sẽ là có rất nhiều câu hỏi, nhưng cái độ dài của nó sẽ không như phần thứ nhất, mà chúng ta sẽ phải nói tương đối dài. Ví dụ như phần thứ nhất chúng ta nói trong vòng 2 đến 3 câu, thì phần thứ ba chúng ta phải nói ít nhất là 6 đến 7 câu để thể hiện nội dung và thể hiện quan điểm của chúng ta. Ví dụ như phần thầy thi nhá. Phần thứ hai của thầy thi đó là mô tả về một địa điểm mà bạn thường hay lui tới để thư giãn mà không phải là nhà. Và ở phần thứ ba họ sẽ hỏi sâu hơn, xoáy sâu vào cái nội dung liên quan đến cái phần số 2. Đó là họ sẽ hỏi là bạn có đồng ý rằng thời gian gần đây giới trẻ không dành nhiều thời gian cho gia đình, hay là những cái câu hỏi ví dụ như là người già dạo này không, gần đây không được quan tâm hoặc là không cùng ăn với người trẻ, bạn nghĩ lý do là gì? Đó, đó sẽ là cái lúc mà chúng ta vừa phải tư duy và chúng ta vừa phải đưa ra một cái, những cái quan điểm, đồng thời vừa đưa ra quan điểm vừa phải phân tích, nên là cái nội dung của chúng ta phải đảm bảo là đủ dài và đủ chi tiết. Đó, đó là nội dung cho các phần và của mỗi từng kỹ năng nhá. Rồi, vậy thì chúng ta đã đi qua được một cái khung. Tạm thời thì hôm nay chúng ta đã có một cái overview về IELTS rồi nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, chính là brainstorming. Ok, trước khi thầy giải thích cái đoạn này thì bây giờ thầy lại kiểm tra vocabulary, hay gọi là kiểm tra từ vựng của mọi người nhá. Nào mọi người thử dự đoán cho thầy xem là từ brainstorming này là gì. Viết ngắn gọn thôi, nghĩa của nó là gì? Để thầy xem, thử kiểm tra xem là trình độ ngoại ngữ của mọi người như nào. Tại vì ở đây có rất nhiều bạn mục tiêu, có những bạn rất trẻ, mục tiêu là 7.5, 8.0 hoặc có thể cao hơn. Ok, không biết không sao cả. Đấy, như thầy đã nói nhá, không biết thì hãy nói, cứ nói ra. Nếu không biết, cứ có thể dự đoán cũng được. Rồi, ok, nào. Mình có vài bạn trả lời, những bạn khác rồi. Sang à, sang kiến ý tưởng, ok. Ok, không sao, chúng ta vẫn có thể dự đoán mà. Dự đoán từ cũng là một cách đấy. Khi mà chúng ta làm, đặc biệt là IELTS grading, có nhiều từ chúng ta không thể biết được, thì chúng ta sẽ dựa vào cái nội dung, những cái context ở cái trong cái câu đấy, và chúng ta dự đoán xem cái từ này nghĩa là gì. Đó.
là một cái cách rất hay khi mọi người sau này ví dụ là học đại học ở các trường nước ngoài, chúng ta phải nghiên cứu tài liệu quốc tế, thì cái việc đọc và dịch dự đoán từ là một cách rất là tốt để cho chúng ta có thể nắm được nội dung của nó, tư duy tạo ý tưởng. Rồi và bạn nào nữa không, mới có vài bạn thôi. Tại sao mọi người cứ phải để thầy nhắc là chúng ta phải active lên nhỉ? Đây là quyền lợi của chúng ta cơ mà, chúng ta được tham gia và chúng ta được đóng góp ý kiến cơ mà, tại sao mọi người lại cứ im lặng thế nhỉ? Người chỉ rất là muốn bạn nữa, thấy không hiểu là một người thấy thiệt cái gì khi chúng ta có thể được đóng góp ý kiến nào. Nhắc lại một lần nữa nhá, mọi người thử suy nghĩ cho thầy nghĩa của từ brainstorming này là gì và comment một cách ngắn gọn nhất trong vài từ thôi, không cần phải dịch quá dài ra làm gì cả. Bạn nào không biết thì cứ nhắn vào là không biết, đừng im lặng, thì nếu không là thầy sẽ cho out ra khỏi lớp á. Rồi, ok, nếu không có bạn nào có ý kiến nữa thì thầy sẽ bắt đầu giải thích nhá. Đây là một cái cách mà chúng ta đồng thời cũng để là học từ. Thầy biết là có rất nhiều bạn học theo học từ theo kiểu là học nhồi nhét, học theo chủ đề, và đây là một cái cách mà chúng ta học từ bằng cách liên kết với hình ảnh. Tại vì não bộ của con người thường sẽ có xu hướng nhớ những cái hình ảnh hoặc là âm thanh tốt hơn là mọi người sẽ nhớ chữ, mặt chữ bình thường á. Đấy là xu hướng chung nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái từ này ra để sao cho nó dễ hiểu nhá. Rồi, chúng ta sẽ có từ brainstorming đúng không? Brain thì là não rồi đúng không? Storming nó có nghĩa là gì? Thầy sẽ bỏ đuôi in đi nhá. Chúng ta sẽ có brainstorm. Vậy thì storm là gì? Storm là bão. Là bão não à? Đúng không? Không hẳn nhá. Nhưng mà đấy cũng là một cách để liên tưởng cho chúng ta để có thể hiểu được cái nghĩa của nó. Storming, trong thuật ngữ kinh tế hoặc là trong cái quá trình phát triển của một cái timeline nào đấy, thì storming còn có nghĩa là những cái biến động, những cái ảnh hưởng trong cái quá trình phát triển, gọi là những cái khuấy động của nó lên. Vậy thì khi mà não chúng ta được khuấy động lên, hay còn gọi là bão rung lắc ấy, não mà rung lắc thì sẽ gọi là gì? Chúng ta sẽ gọi là động não đấy, hoặc có những bạn có thể gọi là tư duy đó. Vậy thì tại sao thầy lại có phần này? Chúng đây là thầy phần thầy muốn cho mọi người có một cái tư duy, thứ nhất là tư duy phải logic và tư duy phải đúng. Có những bạn bảo là em cũng tư duy mà, nhưng tại sao nó vẫn sai? Tại vì tư duy của chúng ta là tư duy không căn cứ, chúng ta phải tư duy phải dựa theo các căn cứ đã có và tư duy để có thể có những cái logic cụ thể rồi nhá. Ở trong phần brainstorming này thầy sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất đó là brainstorming in general, hay còn gọi là brainstorming chung, và cái thứ hai sẽ là brainstorming in IELTS. Ok, rồi với brainstorming chung nhá, thì chúng ta sẽ có một cái tình huống như này, mọi người nghe kỹ này. Khi chúng ta gặp một vấn đề lớn nhá, một vấn đề lớn thì chúng ta sẽ chọn phương án giải quyết là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm nguyên do của nó, hay còn gọi là nguồn gốc nguyên nhân của nó trước, hay là hai chúng ta sẽ tìm phương án giải quyết của nó trước. Nào mọi người cho thầy một con số, một hay là hai, tìm nguyên nhân hay tìm giải pháp trước? Nào mọi người bắt đầu, một hay hai, rất ngắn gọn thôi. Ok, thầy sẽ nhắc lại nhá, là khi chúng ta gặp một vấn đề lớn, một vấn đề gọi là một vấn đề rất lớn đi, thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân của nó trước hay chúng ta sẽ tìm giải pháp cho nó trước? Có bạn nào giơ tay à? Thu Trang. Ok. Thu Trang có ý kiến gì ở em? Thầy ơi, thầy nghe thấy không ạ? Em nói đi. Ngày xưa thầy đi học là thầy tự học, tự ôn hay là thầy đi học ở trung tâm ạ? Có nhiều cách làm em, vừa tự học vừa phải đi học ấy. Nhưng mà Thì bây giờ thì chúng ta là tạm thời sẽ tập trung lại nhá. Chúng ta đang ở trong quá trình bài học, những câu hỏi thì em sẽ để lại cuối cùng, chúng ta sẽ giải quyết sau, ok? Rồi, nào người quay lại câu hỏi của thầy. Nào.
chúng ta sẽ tìm nguyên nhân hay là tìm giải pháp cho vấn đề đấy trước. Rồi. Nào. Chúng ta đã có hai phe như thầy dự đoán. Ok, rồi có những bạn đã comment rất là chi tiết. Rồi nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử gọi hai đại diện cho hai phe giải thích tại sao lại như thế nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ số nhỏ số lớn, chúng ta sẽ gọi từ số 1 trước. Nào thầy sẽ chọn một bạn nhá. Thấy bạn Thiện Phạm này rất là tích cực này, thầy sẽ muốn nghe thử bạn ý kiến của bạn Thiện Phạm. Ok, rồi, mời Thiện Phạm. Em có thể giải thích là tại sao em lại chọn một mà không phải chọn hai không? Theo em nghĩ thì là mình sẽ đi phân tích từ nguyên nhân đâu, sau đó mình chốt lại kết quả. Rồi, ok. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân trước và chúng ta lúc đấy mới định hướng ra các giải pháp, đúng không? Vâng. Ok, rồi cảm ơn bạn Thiện Phạm. Thực sự là em tên là Thiện Phạm đúng không? Thầy không chắc lắm. Vâng. Ok, rồi. Ok, cảm ơn bạn Thiện nhé. Rồi, chúng ta sẽ mời một bạn nữa. Bạn Hồng Hiên. Bạn này có vẻ là vừa nãy là vào sau. Rồi, ok. Nào, mời bạn Hồng Hiên. Rồi, mọi người chú ý chúng ta sẽ có 10 phút nữa nhé. Không sao, bởi vì chúng ta cũng sắp xong rồi. Hồng Hiên có nghe thấy không nhỉ? Rồi, ok. Em có thể giải thích cho mọi người tại sao em lại chọn là phương án 1 chứ không phải phương án 2 không? Bởi vì phải tìm nguyên nhân thì mới biết là vấn đề là ở đâu để tìm cách giải quyết đấy ạ. Rồi, ok, rồi cảm ơn em nhé. Vâng ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với bạn phương án số 2, có bạn Võ Anh nhé. Ok, nào Võ Anh giải thích cho thầy là tại sao lại chọn 2 chứ không phải là chọn 1. Võ Anh ơi. Nguyên nhân trước nhé. Em có thể nói lại được không? Dạ em định tìm là nguyên nhân trước mà em chọn lộn qua số 2. Ok nhá, đấy lại là một cái phải để ý kỹ nhá. Rồi. Ok, đấy là phe số 1 rồi. Thầy thấy có bạn Bùi Thanh Trúc là số 2 này. Thầy nghe thử bạn xem là số 2 của bạn là gì nhá. Trúc. Trúc rồi, ok. Nào Trúc, giải thích cho thầy là tại sao lại là số 2 mà không phải là số 1. Các bạn bật mic nhanh lên giúp thầy nhá. Ok, trong lúc chúng ta chờ bạn Trúc thì chúng ta sẽ có mời một bạn khác đi. Mời bạn Lưu Minh Nguyệt. Thầy thấy bạn này cũng là tốt là hai. Em ơi, thời này em nghĩ là mọi người thường chú ý đến kết quả nhiều hơn ạ. Nên là em chọn đáp án 2. Ok, đấy cũng là một quan điểm. Rồi, ok, cảm ơn bạn nhá. Rồi. Ok, nào, mình mời một bạn nữa của phe số 2 nhá. Bạn Thanh Thủy. Đúng là không phải Thanh Thủy không? Tại vì bạn này viết tên không xấu, thầy không chắc lắm là bạn tên là Thanh Thủy hay Thanh Thủy. Dạ, thầy em chọn số 2 tại em nghĩ là mình phải giải quyết trước rồi mình sẽ từng tìm nguyên nhân sau. Rồi, ok, thì nó cũng khá là đồng quan điểm với bạn vừa nãy. Rồi, ok, rồi cảm ơn em nhé. Rồi, đấy là quan điểm của hai bạn. Quan điểm của hai phe. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ cho nó dễ hơn nhá. Và thầy cũng sẽ giải thích luôn là tại sao nó lại là cái kết quả như thế. Rồi, vậy thì bây giờ mọi người đều cũng từng đã là học sinh hết đúng không? Vậy thì mọi người tưởng tượng là chúng ta học môn toán đi. Chúng ta sẽ có những bài kiểm tra gì? Bài kiểm tra 15 phút này, bài kiểm tra 45 phút này, bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ. Điểm của chúng ta đang tụt dốc không phanh từ bài 15 phút cho đến bài cuối kỳ. Ví dụ như là rơi từ 7, 6, 5, 4. Đấy, chúng ta bị tụt dốc không phanh. Vậy thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân của nó trước.
hay chúng ta tìm phương án giải quyết cho nó trước? Và đáp án là chúng ta phải tìm nguyên nhân của nó trước. Tại sao lại không phải tìm là phương án, không tìm giải pháp nhé? Thầy sẽ giải thích này. Chúng ta sẽ có thể liệt kê rất nhiều giải pháp. Nào là ví dụ như là, ok, tôi đi học thêm, một người giỏi hơn, tôi làm nhiều đề hơn, tôi làm nhiều bài khó hơn đi. Nhưng những giải pháp đấy là những giải pháp chưa có căn cứ. Như thầy đã nói ở đầu bài trước khi thầy đi vào phần brainstorming này, là thầy nói là chúng ta tư duy logic, là chúng ta phải tư duy có căn cứ, chứ không phải tư duy một cách hời hợt và chúng ta có thể dự đoán bừa. Và có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân của nó trước. Tại sao? Tại vì thứ nhất, nó tiết kiệm thời gian của chúng ta hơn để chúng ta tìm được phương án giải quyết. Và thứ hai là hiệu quả của nó sẽ cao hơn nhiều so với việc chúng ta đi thẳng đến phương án giải quyết hơn. Ok, ví dụ nhá, chúng ta sẽ tìm ra các nguyên nhân. Ví dụ như là tại sao chúng ta điểm thấp, đúng không? Do chúng ta sơ ý, do chúng ta ôn chưa kỹ, do đề quá khó, và hoặc là rất nhiều nguyên nhân khác. Thì với từng nguyên nhân, chúng ta sẽ tìm ra một phương án giải quyết cụ thể. Thì như thế thì hiệu quả của chúng ta sẽ tốt hơn. Đó nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân trước, chứ không phải là tìm giải pháp trước. Ok. Như có bạn vừa nãy bảo là người ta trọng kết quả. Đúng là người ta khi mà nhìn vào một cái lượng công việc, người ta sẽ trọng kết quả. Nhưng khi em đưa ra cái giải pháp mà em không có căn cứ để em giải thích là tại sao nó đưa ra một cái kết quả tốt ấy, thì việc như thế nó chỉ làm cho em mất thời gian hơn để em phải quay lại em tìm cái nguyên nhân của nó thôi. Khi em đã đổ quá nhiều thời gian để em tìm giải pháp, sau đó em lại phải quay lại tìm nguyên nhân, thì nó sẽ tốn thời gian của mình hơn. Ok. Vừa tốn năng lực vừa tốn thời gian. Rồi, đấy là trong brainstorming ở trong chung nhá. Vậy thì bây giờ brainstorming ở trong IELTS sẽ như thế nào? Thầy sẽ chia ra thành hai nhóm. Thứ nhất là listening and reading, và thứ hai là trong writing and speaking. Với listening và reading thì thầy sẽ nói ngắn gọn thôi, tại vì nó không quá sâu. Ví dụ nó sẽ có những cái phần, ví dụ như có thể các bạn đã từng làm cái đề thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái phần ví dụ điền từ. Thì với listening, chúng ta sẽ nhìn vào nội dung để chúng ta dự đoán xem là từ đấy nó sẽ ở dạng nào, ví dụ danh từ, động từ hay tính từ. Còn với reading thì chúng ta sẽ cũng là như vậy, chúng ta đọc nội dung và chúng ta dự đoán là ok, bây giờ tôi sẽ phải tìm là động từ, tính từ hay là một cái danh từ nào đấy, hoặc hay một tìm cái tên riêng. Đó là cách chúng ta để brainstorm, mà chúng ta phải có căn cứ nhá. Còn với writing và speaking thì sao? Với writing thì thầy ví dụ ở trong task 2 thì ví dụ họ đưa cho chúng ta một cái chủ đề về xã hội đã yêu cầu là chúng ta phải tìm nguyên nhân và giải pháp. Đó, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu dựa vào cái tình huống đấy, dựa vào cái hiện tượng đấy, và chúng ta đưa ra những cái nguyên nhân nó có căn cứ. Ví dụ như là áp cụ thể. Đó, còn với speaking, chúng ta vừa cần phải tư duy, nhưng chúng ta vừa cần phải nhanh. Tại vì với mỗi một câu hỏi đưa ra, chúng ta phải đưa rất tốc độ, và chúng ta phải tư duy sao cho nó, cái tốc độ đấy nó phải đáng và làm cho cái câu trả lời chúng ta nó chất lượng hơn. Đó nhá. Thì đó chính là cái cách tư duy của chúng ta trong IELTS. Đặc biệt là mọi người sẽ phải lưu ý ở trong writing và speaking. Ok, vì thời gian không còn nhiều, thầy sẽ giải thích rất là nhanh thế thôi. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng kỹ năng ở trong những buổi học tiếp theo nhá. Rồi, vậy thì đó chính là kết thúc của buổi học hôm nay. Nhưng trước khi mọi người out ra khỏi nhóm thì thầy sẽ có một cái nhắc nhở. Đó chính là như chị Hướng và chị Huệ đã nhắc ở trong group, thì chúng ta sẽ có thu một cái khoản phí, một khoản phí để duy trì mua cái Zoom Premium, để chúng ta có thể không bị gián đoạn như vừa nãy chúng ta đã gặp phải nhé. Thì nó sẽ là 25.000 cho một buổi, hay tính là 100.000 cho một tháng, bởi vì chúng ta sẽ học một buổi một tuần vào các chủ nhật hàng tuần nhé. Thì mọi người sẽ, thứ nhất là mọi người sẽ có ý kiến gì về buổi học ngày hôm nay, và mọi người sẽ đồng tình thì mọi người sẽ vote ở trong cái group Zalo nhé. Nếu bạn nào có ý kiến gì và đóng góp gì cho buổi học ngày hôm nay thì có thể comment vào nhóm Zalo. Tại vì group này, tại vì chỉ còn tầm hơn 2 phút nữa là group, cái buổi Zoom này nó sẽ kết thúc. Thì tạm thời mọi người có thể, những còn những câu hỏi gì mọi người chưa rõ, mọi người có thể nhắn vào đây. Thì tí nữa thầy sẽ trả lời luôn ở trong cái group Zalo nhé. Nào, mọi người có đóng góp, có muốn ý kiến gì về buổi học hay là thắc mắc gì về cái Zoom Premium không, thì mọi người có thể giơ tay hoặc là chat hoặc bật, yêu cầu bật mic, thì thầy sẽ để cho mọi người tự bật mic để mọi người có thể hỏi nhé, cho là nhanh, tại vì chúng ta không còn nhiều, chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Bạn Nguyệt có câu hỏi gì nhỉ? Từ từ nhé, thầy để ok rồi.
Thế ơi, tức là cái phần mà nghe và phần nói của em là khá ổn, nhưng mà cái phần ngữ pháp và từ vựng ấy thì em hơi bị yếu, mà mọi người đều bảo cái phần ấy sẽ dễ hơn. Thì em không biết là phương pháp học thế nào, thì thầy có thể nhắn vào group của bạn để em đọc tham khảo. Ok, rồi về phần ngữ pháp và từ vựng, thực ra là vẫn còn hơi cụ thể thể trả lời luôn. Thực ra là ngữ pháp và từ vựng bảo là nó dễ hơn cũng không hẳn nhá, tại vì rất nhiều bạn, cái ngữ pháp và từ vựng ấy nó là cái căn bản để chúng ta xây dựng nền tảng một cái cao hơn. Ngữ pháp chúng ta không chắc thì viết chúng ta sẽ không chắc, và viết chúng ta không chắc rồi nói chúng ta không chắc luôn, chúng ta sai ngữ pháp liên tục thì đấy chính là cái yếu tố chúng ta mất điểm và làm giảm cái band IELTS của chúng ta xuống. Nên là cái việc mà bảo là khó hay dễ nó sẽ tùy vào quan điểm mỗi người, nhưng thầy thật sự khuyên là các em nên học chắc từ ngữ pháp, và trong cái quá trình học ngữ pháp đấy mọi người có thể xây dựng thêm, tích lũy cho mình thêm về từ vựng thì nó sẽ tốt hơn là mọi người đã lao đầu luôn và ôn luyện các cái kỹ năng đó. Khi mà em đã nắm được cái ngữ pháp đầy đủ nhá thì ngay kể cả việc đọc của em cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn, tại vì em đọc hiểu cái câu ấy, một cấu trúc câu, ví dụ một câu cấu trúc câu phức thì em sẽ có thể bẻ nó từng thành từng đoạn ra, một em có thể hiểu được cái nội dung của nó hơn đấy. Ok nhá, cái nội dung chính nó chỉ là như vậy thôi. Còn lộ trình học thì có rất nhiều tài liệu để ôn ngữ pháp, còn từ vựng thì trong quá trình em có thể, thầy nghĩ là em có thể chia thành các topic, và trong quá trình topic thì em sẽ có thể tích lũy được những cái từ vựng ấy hơn đó. Rồi nhá, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Còn bạn nào mà có ý kiến gì về buổi học ngày hôm nay thì sẽ trong group để thầy có thể giải thích kỹ hơn nhá. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã tham dự buổi học ngày hôm nay. Ok, good night and goodbye.